Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong sách giáo khoa tiếng lớp 1, tập 2, kết nối tri thức. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài luyện tập trang 68. Bài số 1, đặc tính, rào tính. 31 cho cộng 7. Nó kể trước lát nó kể khỏi kể ha. 1 ta còn 7 là bằng 8. 3 ta hạ xuống. 23 ta cộng 60, 14. 3 ta cộng 4 là bằng 7. 2 ta cộng 6 là bằng 8. 86 ta trừ 15. 6 ta trừ 5 là cùng 1. 8 trừ 1 là bằng 7. 95 ta trừ cho 3, 5 ta trừ cho 3 là còn 2, 9 ta hạ xuống. 2 trong 2 ngày tráng sĩ uống hết là 49 bào nước. Ngày thứ nhất tráng sĩ uống hết 25 bào nước. Hỏi ngày thứ hai tráng sĩ uống hết bao nhiêu bầu nước. Như vậy là bài này là đây là giống như là thánh giống vậy, được không? Thánh giống thì chúng ta trong 2 ngày thì uống hết 49 bầu nha. Như vậy là ngày thứ nhất thì đã uống hết 25, như vậy là ngày thứ hai là còn lại bao nhiêu? Vậy ta lấy là 49 nè, ta trừ cho 25, 25, như vậy là còn lại bao nhiêu bầu cần phải uống nữa? 9 ta trừ cho 5 cùng 4, vậy là 24 bào nữa. Như vậy là em hãy nêu câu trả lời. Như vậy là số bào nước, số bào nước cần uống thêm là như vậy là chúng ta sẽ uống thêm 24 bào nữa. Bài số 3. Cái bài này thì chúng ta cách làm như thế này: 10 ta cộng cho 11 là bằng 21. 21 ta cộng với 23 là bằng 44. Như vậy thì có 3 dấu chấm hỏi này chúng ta cần phải đi tìm. Giờ là ta lấy 11 này, 12 này ta cộng với 10, như vậy là bằng là 22. 22. 22 ta cộng với 23, như vậy là bằng là 3 ta cộng với 2 là bằng 5. 45. 45. 23 ta cộng với 2, 45. 44 ta cộng với 45, như vậy là bằng 4 ta cộng với 5 là bằng 9. 4 cộng 4 là bằng 8, như là 89. Chúng ta qua bài số 4. Tính. Như vậy là cái xe này từ đây đi theo cái đường này, theo cái đường vòng vòng này. Như vậy ngay chỗ này thì chúng ta sẽ tính cái kết quả này bằng bao nhiêu. Chỗ này bằng 23 ta cộng 15, 3 ta cộng cho 5 là bằng 8. 2 ta cộng 1 là bằng 3. Hồi này là 47 trừ 11, vậy là bằng dưới ha. 7 là trừ cho 1 là còn lại 6. 4 là trừ cho 1 là còn lại là 3. Bài này 30 ta cộng cho 40 là 30 ta cộng 40 là bằng là 70. Sáu mươi mốt ta cộng với 3 vậy là bằng 64. 40 ta cộng 5 là bằng 45. 64 ta trừ cho 20, 4 ta trừ cho 0 là bằng 4.
6 ta trừ cho 2 còn 4. 15 ta cộng cho 5 là bằng 19. 20 ta cộng cho 70 là bằng là 90. Rồi tới đây hay. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.